Chương trình tiếp tục với một số những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Nhà chức trách Nhật Bản đã ban bố lệnh sơ tán đối với hơn 410.000 người ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi, cũng như ở các khu vực khác ở miền Tây và miền Trung Nhật Bản. Mưa lớn sẽ trút xuống một khu vực rộng lớn từ miền Tây sang miền Đông Nhật Bản trong 3 ngày tới do bão. Công ty đường sắt Nhật Bản cho biết tàu siêu tốc Shinkansen đã phải tạm dừng hoạt động giữa Tokyo và Osaka. Trước đó, bão Mawa đã đi qua phía bắc đảo Guam trên Thái Bình Dương, khiến cây bật gốc và gây mất điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình. Theo tờ Straits Times, một trận bão cát lớn đã quét qua thủ đô Cairo của Ai Cập, làm sập một biển quảng cáo tại cây cầu 6 tháng 10. Sự cố trên đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Một số vụ tai nạn đường bộ cũng xảy ra tại nhiều nơi trên toàn quốc, làm một số người bị thương nhưng không có trường hợp tử vong. Các lực lượng chức năng đã làm việc để dỡ bỏ đống đổ nát của biển quảng cáo và khôi phục giao thông. Hơn 230 trường hợp mắc bệnh tả đã được xác nhận tại tỉnh Nam Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ trong vòng một tuần. 5 người đã thiệt mạng do bệnh tả. Căn bệnh xuất phát từ vi sinh vật lây lan mầm bệnh trong nguồn nước, làm dấy lên sự lo ngại căn bệnh này sẽ bùng phát tại đây. Các bệnh viện cũng thúc đẩy tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là khử khuẩn tay và thực phẩm trong nỗ lực chống lại sự bùng phát của dịch tả.